đại gia săn rượu mật nhân ong uống và khen. Nhiều đại gia ở vùng đồng bằng tìm đến các vùng núi mua củ rễ mật nhân đem về ngâm rượu. Việc sở hữu bình rượu quý này để mời họ hàng, bè bạn trở thành một dạng mốt được các đại gia khoe nhau. Cuối năm, anh bạn đồng nghiệp từ thành phố Biên Hòa, Đồng Nai gọi điện ra Phú Yên nhờ kiếm vài củ rễ mật nhân để làm quà biếu Tết. Người bạn này nằng nặc nói phải mua bằng được mật nhân, còn loại khác thì không cần, bởi củ rễ của loài cây này chứa được bách bệnh, đặc biệt là giúp tăng cường sinh lý cho cánh mày râu. Qua tìm hiểu, tôi tìm đến xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa, Phú Yên, giáp danh với xã Đất Bằng, Gia Lai, nơi có những người thợ săn lão luyện đã nhiều năm lên rừng tìm các loại cây quý về ngâm rượu để bán. Thú thật, trước khi được nhờ mua, tôi chẳng có nhiều kiến thức về loại cây này và cũng chưa từng một lần thưởng thức rượu ngâm loại cây này mà người ta truyền tai nhau là tốt đối với chức năng sinh lý của nam giới, ông uống bà khen, này. Người đầu tiên mà tôi gặp là ông Tạ Tuấn Kiệt. Trong bóng chiều chạm vạng, bên căn nhà cấp 4, ông Kiệt tất bật tiếp mấy người bạn. Thấy khách, ông lấy ly mời uống nước trà. Khi được hỏi về cây mật nhân, ông cười, anh tìm đúng người rồi đấy. Tôi có thâm niên gần 20 năm đi tìm các loại cây rừng. Tất các loại cây tôi đều nắm rõ từng công năng của nó. Nhiều cây chỉ sử dụng lá, rễ, củ hoặc thân. Còn cây mật nhân thì trừ lá cây ra, hầu hết các bộ phận khác đều được sử dụng để làm thuốc, đặc biệt là ngâm rượu. Sau khi mua củ rễ về sắc nhỏ, phơi khô rồi ngâm với rượu thì chắc chắn sẽ rất tốt cho cánh đàn ông. Cây mật nhân ngâm rượu giúp tăng cường sức khỏe sinh lý đối với nam giới. Nó có khả năng kích thích tăng tiết hormone giới tính nam tự nhiên, ngăn chặn những dấu hiệu suy giảm chức năng sinh lý khi bước vào độ tuổi trung niên. Khi chúng tôi hỏi vào rừng nhiều loại cây như vậy sao mà nhận biết cây mật nhân với các loại cây khác, có khi nào đào nhầm không? Ông Kiệt giải thích, muốn nhận biết cây mật nhân ở trên rừng không khó. Cây này thuộc loại gỗ tròn, thân mọc thẳng đứng, tán lá mọc ra từ thân cây, lá cây chừng hai ngón tay mọc đối nhau. Một đặc điểm đáng chú ý của lá cây mật nhân là khi ta lấy tay vò mạnh lá vẫn không bị dập nát, bỏ tay ra lá trở lại bình thường. Trên rừng nếu nghi ngờ là cây mật nhân, chỉ cần lấy tay bóp ít vỏ người hoặc đưa vào đầu lưỡi là nhận ra ngay mùi thơm đặc trưng và vị đắng đặc biệt của nó. Qua câu chuyện của ông Kiệt, tôi được nghe khá nhiều về tác dụng của loài cây này. Hàng trăm người đến đây mua lần đầu, sau khi dùng đều khen và mua tiếp. Có những khách đã qua tuổi lục tuần, song nhờ loại cây này nên vẫn còn tràn trề sinh lực. Để khẳng định về công hiệu của loại cây này, ông cao giọng, chưa cần phải uống rượu mật nhân, chỉ cần trước khi lâm trận, ông nhai một vài miếng mật nhân là thấy hiệu nghiệm tức thì. Nhưng nhớ chỉ làm một mẩu nhỏ thôi, đừng thấy tốt mà ham, ông mà nhai nhiều, coi chừng thượng mã phong. Nói đoạn, ông nháy mắt, chẳng biết trong câu chuyện được nghe có bao nhiêu phần trăm là sự thật. Song thú thực với chừng đó thông tin cũng đủ làm cánh mày râu phải tò mò, phấn khích và tìm đến nhà ông đặt hàng mua để phục vụ, chiêu đãi bạn bè trong những ngày Tết và cũng như coi là hàng độc của cánh mày râu. Thấy mấy vị khách mới đến dán mắt vào bình rượu ngâm mật nhân của gia đình ông. Vợ ông Kiệt là bà Thanh đon đả mời, ở đây có rất nhiều loại rượu ngâm cây. Cả cây mật nhân trong đông y nói bổ đủ đường, giúp chữa chống đau lưng, mạnh gân khớp. Nói chung là nếu sử dụng thường xuyên sẽ giúp chim le le trở thành đại bàng dũng mãnh. Nói đoạn, bà Thanh nháy mắt cười đầy bí hiểm. Sau nhiều lần tìm hiểu, cuối cùng tôi cũng mua được 2 củ và 3kg rễ mật nhân cho ông bạn đồng nghiệp ở Đồng Nai. Giá cả ở đây cũng đủ loại, từ 200.000 đồng đến cả 1.000.000 đồng 1kg. Tùy theo kích thước và tuổi đời từng loại cây mật nhân, tuổi đời cây mật nhân càng lớn thì giá cả càng cao. Hôm tôi đến, tại nhà ông này cũng có gần cả chục khách chủ yếu là trung niên đến hỏi mua rượu ngâm mật nhân. Tại đây, chúng tôi còn bắt gặp những người đi rừng ở các vùng núi lân cận trở đến bán cho ông Kiệt. Lật tìm những tư liệu cũ mới biết, từ lâu người ta đã sử dụng loài cây này như một loại dược liệu quý để chữa trị bệnh nói trên. Ngoài ra còn chứa tiêu chảy,
đẩy hơi. Cơ thể suy nhược, người ghẻ lở còn có thể dùng lá mật nhân nấu nước tắm. Ngoài giúp cánh mày râu tăng cường sinh lý, loài cây này có tác dụng tốt đối với cả phụ nữ. Một người bán mật nhân cho biết, mỗi chuyến vào rừng mất 2 đến 4 ngày. Hôm nào gặp may vào đúng chỗ cây mật nhân mọc thì cũng kiếm được cả chục kg mật nhân và củ. Còn nếu hôm nào xui thì chỉ kiếm được gần 1 kg. Chưa đến mùa đi lên dãy làm thì người dân đổ xô vào rừng đào mật nhân bán cho các đại lý kiếm tiền tiêu Tết. Có khi có những đầu nậu gom hàng của những người đi rừng nơi đây rồi dùng xe ô tô trở về đồng bằng tiêu thụ, nhưng họ bán giá rất cao. Dù còn nhiều thắc mắc về những câu chuyện nghe được xung quanh loài cây này, song cứ nghĩ đến vẻ mặt hớn hở của ông bạn khi nhận được món tráng dương đệ nhất tửu từ Phú Yên gửi vào, lòng tôi bỗng thấy Take a body's high.